Mỗi một người là một cái câu chuyện, và mỗi một cái câu chuyện nó là cả những cái hành trình mà chúng ta được cùng nhau vun đắp ước mơ của thế hệ trẻ. Nhìn xung quanh ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cả. Đấy, nhưng mà không phải là ai cũng tìm được cái con đường hạnh phúc của riêng mình. Practice makes progress. The more you practice, the more you'll learn on whatever you're doing. Nếu mà bạn kiên trì, nếu mà bạn quyết tâm làm thì bạn cũng có thể làm được hết. Con nghĩ yếu tố quan trọng nhất từ là gia đình con và mẹ của con. Bây giờ cô muốn một phút các bạn muốn thể hiện mình thông qua một cái câu chuyện chia sẻ mà cô không cần biết đề tài là gì. Nhưng ở đó cô sẽ hiểu được suy nghĩ của các con, cô nhìn thấy thần thái của các con, cô nhìn thấy các kỹ năng của các con, kể cả trong kỹ năng thuyết trình này, kỹ năng nói tiếng Anh này, kỹ năng giao lưu này và kỹ năng mình giao tiếp. Mỗi bạn có một phút, đấy là điều cô mong muốn, mà hơn một phút thì lại càng quý. Nào chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ước mơ của con là được giúp các em nhỏ để em có thể học, để hỗ trợ các em mà sinh ra trong hoàn cảnh nghèo thật là khó. Tại vì con nghĩ là việc lớn lên trong một môi trường an toàn rất là quan trọng. Và I believe that education is very important. It is the foundation of our world. So in order to achieve peace and happiness, we must first help the children, because they are the future of our world. Khi mình có ước mơ thì lời khuyên của con là làm thế nào để thực hiện ước mơ. Đấy là ý thứ nhất cô muốn con chia sẻ. Ý thứ hai là cái việc con ước mơ như vậy nó gắn gì với cái việc mà con là tác giả của cuốn sách này. Con chia sẻ với các bạn khán giả. Nếu mà bạn có một ước mơ thì ai cũng sẽ đạt được hết. Nếu mà bạn kiên trì, nếu mà bạn quyết tâm làm thì bạn cũng có thể làm được hết. Nhưng mà bạn phải biết mở rộng tầm nhìn của mình, bạn phải biết mở rộng ý chí của mình để mình có thể học hỏi được trong quá trình mình nắm lấy ước mơ của mình. Điều đó rất là quan trọng và mình mong là các bạn có thể giữ được điều đó trong hành trình riêng của các bạn. Con muốn cảm ơn mẹ của con. Mẹ của con là động lực của con và con rất là yêu mẹ con, và con sẽ không có được ngồi ở đây nếu mà không có mẹ con. Con muốn cảm ơn bố mẹ, con muốn cảm ơn ông bà, tại vì họ đã hỗ trợ con rất là nhiều và họ đã luôn động viên con trong những thời kỳ khó khăn như là Covid. Và con muốn chia được lời cảm ơn cho họ. Bây giờ cô hỏi nhé, con có biết rằng là có rất là nhiều bạn mà đang nỗ lực học tiếng Anh, con có muốn cô kể một chút không? Tức là có rất là nhiều bạn bằng tuổi con đang học ở các trường chuyên mà chuyên ngoại ngữ, không có được cái điều kiện tiếp cận với các thầy hoặc là các bạn nói tiếng Anh rất là nhiều. Thế thì với những bạn đó học ấy, là các bạn vô cùng là khát khao tìm được một người mà nói chuyện. Nếu cô Hải kết nối một cái bạn nào đấy không có nhiều điều kiện mà thỉnh thoảng một tuần thôi con dành nửa giờ để nói chuyện tiếng Anh với các bạn, thậm chí các chị của những trường chuyên ở những nơi mà không có điều kiện tiếp xúc, con có sẵn sàng không? Dạ, con có. Con muốn giúp mấy các bạn và các chị học tiếng Anh để giao lưu được với nhiều người hơn nữa. Rồi, rất là tuyệt vời. Ngoài cái chuyện khả năng vẽ này, nói tiếng Anh này, học rất là tốt này, là viết chuyện này, nghĩ ra thể hiện ý tưởng của người khác, tức là của mẹ này, thông qua những cái nhân vật mà mẹ nói, thì bây giờ còn một cái khả năng nào đấy con muốn khoe với cô không? Con rất là thích đọc sách và nhiều lúc con còn không ngủ. Nhiều nhất là sách tiếng Anh. Có lúc con cũng có đọc sách của bên Hàn hoặc là Nhật, người ta dịch sang tiếng Anh để con đọc được. Đọc sách nó mang lại cho con những lợi gì? Những ích lợi gì? Con biết được nhiều loại hoàn cảnh mà con thường không thấy trong đời thật. One of the books that I really like is called Six of Crows, and it also has a second book to it. It's a duology, which is The Crooked Kingdom. Its content is a bit mature. It's able to show a lot of the characters' difficulties and how they overcame it, and also the dynamics between each characters and how different it is from each other, which also helps portray that character's personalities very well. Và bây giờ là Lan Anh, con lại có một phút. If you are passionate about
your dreams or what you want to do, then it is very important for you to take action, because nothing is impossible as long as you continue to fight in what you believe and continue to rise up. Bây giờ thì cô muốn hỏi rằng cái sự tự tin đấy của con nó bắt nguồn từ những yếu tố nào, điều kiện nào để con có một sự tự tin như thế? Con nghĩ yếu tố quan trọng nhất từ là gia đình con và mẹ của con. Mặc dù con rất là sợ nói trước đám đông như lại phát biểu, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của mẹ con có thể vượt qua nỗi sợ đó. Và bây giờ thì một vị khách rất là đặc biệt trong cuộc trò chuyện này là mẹ Bích Nam của hai bạn, đúng không? Cũng giống như là chị Châu Linh và bé Linh Linh có những cái cuộc trò chuyện với nhau, để từ đó cô Hải cũng như là các khán giả của kênh Song Hải, một cái kênh hướng nghiệp, có thể biết được một cái việc rất là quan trọng. Cô nghĩ là đằng sau cái sự thành công của bốn tác giả này chắc chắn là có mẹ của hai bạn. Thì các bạn có thể trò chuyện với mẹ của mình để cô có thể cảm nhận được tất cả những cái việc đồng hành giữa cha mẹ, gia đình với hành trình của các con. Vậy thì con muốn nói với mẹ là con rất là biết ơn cho mẹ và con tự hào. Và cuốn sách này, tại vì nhờ sự hỗ trợ của mẹ mà tụi con có thể thành công trong việc sản xuất và dịch phiên bản cuốn sách này. Khi cơ hội đến với mình, tại sao nó không đến đến bạn khác? Thì đó là một cái nhân duyên. Và khi mà cái nhân duyên đó đến đó, thì mình đón nhận nó với những cái lòng biết ơn. Mình tận tâm với những cái duyên mà mình đó, thì mình sẽ ra được một cái kết quả tốt đẹp. Đó là triết lý sống của mẹ. Đối với gia đình á, mình rất là không theo kiểu gia đình truyền thống như ngày xưa là mẹ nói thì con phải nghe lời, mà mình rất là tôn trọng các bạn, tôn trọng từ sở thích. Nhưng mà khi mà mình tôn trọng các bạn nhỏ như vậy á, thì các bạn cũng rất là tôn trọng mình, rất là tôn trọng ý kiến của bố mẹ ở nhà. Nhưng mà bắt đầu từ mẹ hay từ con à? Tức là phải là từ mẹ chứ. Dĩ nhiên là mẹ lúc nào cũng phải là một người luôn làm gương mẫu cho con. Nếu mà quan niệm của mình á, mà mình muốn con mình làm một cái gì đó thì mẹ phải là người bắt đầu trước. Mình muốn con mình thích đọc sách thì mẹ phải là một người thích đọc sách. Muốn con mình tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng các bạn. Cái ý tưởng để chị tìm một câu chuyện nói về dự án, ý tưởng dự án thì quá tuyệt vời rồi, nhưng câu chuyện để làm dự án và cô tìm đến các bạn trẻ và cuối cùng là những đồng tác giả với cái cuốn truyện tranh rất tuyệt vời, chị có thể chia sẻ. Để mà lựa chọn để viết một câu chuyện để truyền tải được cái ý nghĩa của dự án, thực ra đây nó cũng là một trong những cái công việc khi mình muốn xây dựng một cái thương hiệu thì mình phải xây dựng cái câu chuyện của cái thương hiệu đó. Tuy nhiên á, thì cái mà em lựa chọn để mà xây dựng thì nó phải là một câu chuyện rất là chân thực, nó là một câu chuyện có thật, chứ không phải là mình dựng lên một câu chuyện để mà tức là mình chỉ thu hút cái sự quan tâm của cộng đồng, mà đây nó là một cái câu chuyện thật. Từ đó mình mới nghĩ đến câu chuyện là nó khởi điểm từ chính bản thân mình, là mình cũng có mưu cầu hạnh phúc và nhìn xung quanh ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cả đấy, nhưng mà không phải là ai cũng tìm được cái con đường hạnh phúc của riêng mình. Điều đó nó cũng rất là hợp với cả ý nghĩa của dự án Thư viện Trăm Năm, là làm sao để bằng thông qua cái con đường tri thức đấy và cộng với cái việc số hóa để mình lan tỏa được đến nhiều người, thì mình lồng ghép cái câu chuyện thương hiệu đó vào để mình truyền tải cái thông điệp của cái dự án. Thì khi mà em có được cái ý tưởng như vậy thì cũng chia sẻ với con. Thì thực ra là trước khi mà về cái câu chuyện của thương hiệu thì đã chia sẻ với con về ý nghĩa của dự án rồi. Đấy, và con cũng đã cam kết để đồng hành cùng với mình và cũng đã đóng góp rất là nhiều những ý tưởng hay cho mình. Thì sau đó thì mẹ con là cùng xây dựng cái ý tưởng để mà xây dựng ra cái câu chuyện. Thì em chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng là câu chuyện này nó rất là chân thực, bởi vì đấy là những người thực, việc thực, những cái nguyện thực
đấy. Và khi chia sẻ thì con đã cảm nhận được cái giá trị đấy. Và trong cái quá trình trò chuyện thì chị Hải cũng thấy là ha, Elsa và Anna cũng đã chia sẻ là các bạn cũng được truyền cảm hứng từ cái câu chuyện này, và các bạn cũng muốn là giúp rất là nhiều những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những trẻ mồ côi đấy, để các bạn đều có thể phát triển được bản thân, có được tìm được cái hạnh phúc riêng của mình. Thì cái đấy là cái khởi nguồn của câu chuyện thì là như vậy chị. Rất là tuyệt vời và cảm ơn chị Châu Linh. Chắc là chị cũng đồng ý để tôi trò chuyện với một nữ tác giả cũng mới trở thành tác giả của cuốn sách. Nhưng câu chuyện tôi muốn trò chuyện với chị Thủy ở đây không phải là tác giả của cuốn sách, mà là một câu chuyện khi chúng tôi ngồi để nghe mọi người nói chuyện ở đây. Và cái câu chuyện mà khi tôi muốn mời chị Thủy chia sẻ lại chính là cảm xúc của chị Thủy khi nghĩ đến cô con gái của mình khi chứng kiến các cặp mẹ con ở đây. Và điều gì chị sẽ làm cho con chị sau cái câu chuyện truyền cảm hứng này? Hôm nay thật sự là một cái bất ngờ. Thủy cũng nghe qua về chị Châu Linh cũng nhiều, nhưng hôm nay mới có dịp. Và khi mà hồi nãy Thủy có nói là cái điều mà làm cho Thủy tò mò để bước chân đến nơi đây để dự cái buổi ra mắt sách ngày hôm nay, đó là ba cái hình của ba người phù thủy. Cái nét vẽ về cái cảnh của Chibi, con gái của mình thì rất là thích vẽ, và bạn lại rất là thích những cái hình ảnh của Chibi này nữa. Thì đó là cái điều mà làm cho Thủy muốn đến đây để tham dự. Và khi nghe cái hành trình hình thành cái quyển sách này nó mất thời gian 2 năm, thì rõ ràng là một cái công sức rất là lớn. Mà đã như vậy thì lại rơi vào cái thời điểm là dịch bệnh, và những cái câu chuyện lừa qua trong cái buổi talk show khi nãy lại càng đem lại một cái cảm xúc với những người tâm trạng người làm mẹ như chị em chúng ta, thì thấy là đó là một cái điều rất là trân quý mà các con đã làm được. Cho nên là Thủy cũng hướng cho con của mình, vì đã hướng rồi chứ không phải không, thì hy vọng rằng trong một cái tương lai gần có thể con sẽ làm bạn với các chị để có thể có chung một cái sân, để các con có thể làm được một cái quyển sách phiên bản thứ hai, thứ ba. Vì trong cái ấp ủ, vì cô cũng đã từng xuất bản sách, cho nên là cái ấp ủ về viết sách của mình nó rất là rung động và nó rất muốn làm cái điều này. Thì mình cũng muốn cho con cái thế hệ kế thừa của mình cũng được tham dự những cái chương trình như vậy. Thì hy vọng là các chị cũng như là mẹ Châu Linh chào đón em Fuji trong tương lai. Xin cảm ơn. Quá tuyệt vời. Cô Thủy cũng rất là quan tâm là nếu em có một cái năng khiếu vẽ mà muốn bồi đắp cái năng khiếu đấy thì bằng cách nào đây, chọn chỗ nào đây? Linh Ninh có thể có một lời khuyên nào với cô Thủy không? Cái năng khiếu vẽ của con là nhiều phần là con tự học, kiểu lên YouTube ở cái xem mấy cái video học hỏi từ đó. Thì cũng có sự hỗ trợ của thầy cô dạy dạy vẽ của con từ trong trường và học trường ở ngoài nữa. Chúng ta đã được nghe những cái câu chuyện đằng sau cái công việc của một tác giả, thì chúng ta đã nghe được rất là nhiều. Bây giờ cô lại muốn một lượt nữa hỏi cả bốn tác giả là nếu có một cái trang bị kiến thức, rồi trang bị kỹ năng, rồi cái cách xây dựng ước mơ và cách thực hiện ước mơ. Thực ước mơ này, cách xây dựng này, cách nắm bắt nó này, cách nắm bắt cơ hội này, xây dựng kỹ năng này, thì lời khuyên của các tác giả đối với khán giả của kênh Song Hải sẽ là như thế nào? Các bạn sẽ nói theo cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình. Xin mời Nam Anh. Đầu tiên các bạn phải biết cố gắng, các bạn phải biết mở rộng tầm nhìn, với lại phải biết hợp tác với người khác. Mình biết là mình không có thể làm được một mình thì mình phải kêu cho sự hỗ trợ và giúp đỡ của người khác để thực hiện giấc mơ của mình. Và điều đó rất là quan trọng. Quá quan trọng đúng không? Mở rộng tầm nhìn, xây dựng ước mơ, kết nối với người khác. Những kỹ năng rất tuyệt vời. Nó có thể nói ngắn gọn như thế thôi, nhưng nó là cả một hành trình đúng không? Dạ. Yeah. Đó cũng là bí mật của hành trình thành công của con đúng không? Dạ. Yeah. Cảm ơn con. Nào, Linh Linh có thể chia sẻ. Practice makes progress. The more you practice, the more you'll learn on whatever you're doing. So be honest, you won't ever be perfect because times will change and people will add on things to whatever. But you can still learn.
nếu mình có đam mê, mình có ước mơ thì mình phải nỗ lực để hoàn thành và cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Vì mặc dù có khó khăn như thế nào, nếu mình cố gắng, mình nỗ lực thì lúc nào mình cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Yeah. Thế vai trò của nhà trường này, gia đình này, bạn bè này trong cái việc thực hiện ước mơ của mình, con đánh giá là nó có quan trọng không? Con nghĩ là sự hỗ trợ của nhà trường, bạn bè và gia đình rất là quan trọng trong việc thực hiện ước mơ, vì nhờ sự giúp đỡ này mà mình có thể đi xa hơn, thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn các con. Chúng ta vừa mới nghe một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị của bốn tác giả của cuốn Bí mật Hành trình Hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta đã nghe được tất cả những cái điều mà một cái ý tưởng từ một người mẹ đến sự hỗ trợ của hai bà mẹ với ba người con của mình. Chúng ta cũng nghe được những kỹ năng mà các bạn đã được học trong nhà trường, cái việc dìu dắt của cha mẹ, của gia đình đối với lại việc thực hiện ước mơ của các con. Mỗi một người là một cái câu chuyện, và mỗi một cái câu chuyện nó là cả những cái hành trình mà chúng ta được cùng nhau vun đắp ước mơ của thế hệ trẻ. Các bạn ở đây là những người rất là hạnh phúc. Các bạn chắc chắn là đã có hành trình hạnh phúc của riêng mình, xong lại được khám phá hành trình của các cô phù thủy rất tuyệt vời trong cái câu chuyện mà các con đã dẫn dắt. Cũng cô rất là cảm ơn trong cái trò chuyện này, các bạn đã nói lên những điều mà bí mật của riêng mình có thể chia sẻ với lại bạn đồng trang lứa. Và ở đó cô cũng nhìn nhận thấy rằng là các bạn luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh chưa được như mình, có điều kiện chưa được như mình. Thế thì những điều này cũng là những cái dấu ấn rất là đẹp trong cuộc đời của các con. Và cô nghĩ là trải nghiệm cùng nhau làm một cuốn sách cũng là một trải nghiệm đẹp. Và như mẹ Châu Linh có nói, đây cũng là những bước đi đầu tiên, những hành trình đầu tiên, và các con sẽ còn những cái bước chân đẹp hơn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì vừa làm hoàn thành cái ước mơ của riêng mình, nhưng các con cũng sẵn sàng chia sẻ và chia tay với những bạn mà có ước mơ chưa có điều kiện thực hiện. Thì cái đấy là cái điều mà rất là đẹp. Và cô Hải cảm ơn các con. Cô ngồi đây trò chuyện với lại ba bạn, với ba bà mẹ rất là tuyệt vời. Nhưng mà cô cũng từng chia sẻ ở những cái nơi mà các bạn có điều kiện không bằng các con. Rồi cô cũng chia sẻ dưới những cái sân trường của đến 1.600 học sinh. Thì ở đấy thế hệ trẻ của chúng ta, trong đó các con là đại diện ấy, bạn nào cũng có ước mơ rất là đẹp. Và đương nhiên cái việc mở rộng tầm nhìn như lời khuyên của con, trang bị những kiến thức như của con, rồi cái việc mà cảm ơn cha mẹ đã giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống, rồi cảm ơn cha mẹ đã trao cơ hội cho chúng ta, là những điều mà các con đã được trải nghiệm rất là tuyệt vời khi cùng nhau làm cái cuốn sách này. Chúng ta cùng chào khán giả của kênh Song Hải. Và cô nghĩ rằng là một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại trò chuyện những đề tài thú vị hơn.